Từ nãy giờ là ăn uống nghỉ ngơi là thấy là tinh thần nó sao, nói cho anh nghe thưa chị. Dạ, nói chung cũng đỡ rồi, bình thường rồi. Mấy anh muốn nói gì với em nè? Hồi nãy đó là khi mà em gặp cha dượng của em đúng không? Ừ. Rồi xong lúc nữa thì vô tình mạng em lên đi kiếm, em thấy phát hiện luôn thì ba người có đúng chất rồi đó, và em có đàn cộng với mẹ trong cái khu vực như thế này. Thì bây giờ cho hỏi một quyết định cuối cùng của em nha, hãy suy nghĩ chắc trước khi trả lời câu hỏi này nha em. Sáng giờ sau khi cái bữa mà gặp cha dượng nè, rồi một lát nữa thì vô tình gặp mẹ, đàn tụ với mẹ đó em, thì em có những cái suy nghĩ gì khi mà em gặp mẹ của em đi? Đầu tiên em nói cho anh biết cái cảm xúc của em đi. Nói chung á là em gặp lại mẹ em thì em không thể nào mà em rất là mừng luôn. Em rất là mừng khi mà gặp lại mẹ em. Rồi mà có vẻ như là em thấy mẹ em gầy hơn lúc trước cứ xíu. Rồi, gầy lúc trước xíu. Rồi có mình có cảm thấy rằng là mình hối hận khi mà mình ra đi như vậy mà mình không có nói cho mẹ biết không? Nói chung á thì xa mẹ thì ai mà không buồn. Em thương mẹ lắm nhưng mà biết làm sao bây giờ. Ở đó thì em sợ ông kia, còn đi thì em sợ mẹ em buồn. Em á thật lòng em rất là khó xử nhưng mà em không đi không được. Thật lòng là em cũng không biết phải làm sao. Em muốn đi ra ngoài cho nó, cho con người của em là nó thanh thản đúng không? Đúng rồi. Rồi em rất là mệt. Cái điều đầu tiên như thế này nè, là các anh em thì thực chất ai cũng muốn á em đoàn tụ với mẹ của em. Nhưng thì cái đó là cái ý của các anh em nha, và cái ý của mẹ ruột của em. Giờ anh cho anh hỏi nè, em có muốn hiện tại về sống chung với mẹ của em không? Thật lòng mà nói thì mẹ thì em cũng thương, em rất là muốn về. Nhưng mà ngựa quen đường cũ, em biết là cái bản tánh của ông già đó như vậy đó, ổng sẽ không bao giờ thay đổi đâu. Bây giờ em mà về á là chắc em sống không nổi với ổng đâu. Mấy anh cũng đã thấy rồi đó, thì mấy anh cũng đã nghe lời của mẹ em nói rồi đó. Bây giờ em về là em sẽ không yên với ổng đâu. Bây giờ em không thể nào về được. Em ám ảnh với ổng trong khi ổng có những cái hành động nào với em? Em ám ảnh nhất lúc nào? Em ám ảnh nhất là cái lúc đó, là thứ nhất em đang nằm ngủ, là bản tánh của em cũng rất là khó ngủ nữa. Em ngủ cái ổng gờ em từ trên xuống dưới vậy nè, em giật mình em tỉnh dậy là em thấy ổng. Nhưng mà lúc mà cắt mà mấy ổng mới về á, em không có nghĩ gì, tại vì em cũng nghĩ ba Dượng cũng là ba, thì em coi ổng như một người ba thôi. Nhưng mà cứ được đà lấn tới, ổng cứ như vậy hoài đó. Hết lần này tới lần khác là em mới nhận ra được cái con người thật của ổng. Mà đặc biệt nhất là ổng có men vô, ổng càng đáng sợ hơn nữa. Em cũng thoát thân mấy lần rồi. Không, cho anh hỏi là tức là ban đầu thì em cũng nghĩ là cái mối quan tâm giữa cha dượng với con cái là cái điều bình thường thôi đúng không? Tại nghĩ rằng là dạ đúng rồi, cha dượng thương em, nhưng mà cứ hết lần này đến lần khác là nó sẽ tái diễn theo cấp số nhân. Thì em có những cái suy nghĩ là cha dượng mình không có tốt đúng không em? Thậm chí em đi tắm hả, vô tình em quay lại em còn thấy ông gìn em tắm thôi đó. Có không vậy? Cũng gửi vậy. Cái này là mình có mình mới nói nha. Thiệt không? Thiệt có không? Em thấy em thấy ông gìn em tắm thôi đó, chứ không phải là đơn giản chỉ có sao không gặp không nói giờ mới nói. Sao nãy hồi nãy không nói trước mặt cho ổng nghe luôn. Trời ơi, lúc đó thì em gặp ổng em vừa căng thẳng vừa sợ ổng mà cũng vừa thù ổng nữa. Bây giờ em có nhớ cái gì được đâu mà em nói. Thì nói chung thì lúc nào em nhớ thì em nói ra thôi. Trời ơi, hồi nãy anh nói thiệt cho em á, nếu mà em nói như thế đó, thật sự rằng các anh em cũng đã không bao giờ cho cha dượng gặp em luôn đó, anh nói thiệt. Cái gì mà tới cái mức độ mà người ta đi tắm mà cũng có những cái vết gợn đó trời. Em sao em phát hiện được hay vậy? Thì em tắm bình thường, em tắm bình thường rồi vô tình thì không lẽ em ngồi em đơ vậy, em cũng phải quay lại vậy nè. Thì tắm thì em vô tình nhìn thấy thôi. Thấy cái ánh mắt hay là thấy nguyên cái đầu ổng không?
tại vì trong cái cửa hẻ của cái phòng tắm của em á là nó có một cái lỗ như vậy nè. À vậy hả? Ừ, nó có một cái lỗ cái đường cửa đó, cái cửa nó có khít á. Ừ. Rồi là bây giờ em nói thẳng cho anh biết, cái đó là cái vết hở là do là mình muốn tạo cửa thông gió, lỗ thông gió, hay là do cái vết của xe giường ổng tự làm ra cái vết đó? Ừ. Không có phải là ổng làm đâu, nói chung á là cái khe của cái cửa cách mà xây nhà làm nhà người ta không có làm khít đó mà với lại là lâu năm lâu ngày vài tháng rồi thì nó cũng phải mục đi rồi, bắt đầu nó cũng có kẻ hở ra vậy nè. Ừ. Nãy anh thấy ổng đang bắt kiến, anh tưởng không có con người đàng hoàng lắm chứ ai mà đâu mà nghe em kể vậy anh mới cũng giật mình. Trời thì nếu nếu mà em nói vậy thật chất nha, bây giờ là anh hỏi ý kiến để mà của em thôi nha, anh hỏi ý kiến của em trước rồi anh sẽ tới về anh sẽ thông báo cho mẹ em biết luôn. Đó là bây giờ ví dụ đi, mẹ của em về rồi hai mẹ con đi mướn chỗ khác ở, thì em có quyết định em về với mẹ em không? Nếu như thật sự á mà mẹ em mà bỏ được cái ông này, em về em ở với mẹ em liền và em mẹ con đùm bọc lẫn nhau mà sống rồi. Nhưng mà mẹ em còn ở với ông này, em nhất quyết em không về đâu. Một, nếu như mà bây giờ em mà về thì đảm bảo một ngày nào đó em sợ mấy anh sẽ không bao giờ còn có cơ hội gặp lại em đó. Em nói như vậy là mấy anh hiểu rồi đó. Giống như thế này nè, vì sao em không cho gia dượng em một cái cơ hội đi? Biết đâu rằng khi mà gia dượng em bây giờ là qua những cái năm tháng đó thì ổng suy nghĩ lại. Còn bây giờ là có cái câu chuyện mà có những cái hành vi như thế đó thì em có quyền em trình báo với pháp luật. Đó là anh khuyên thật không nha. Nãy anh thấy trong ánh mắt của mẹ em á là rất muốn em quay trở về. Em đừng có đặt mẹ em vào một cái tình huống nó rất là khó xử. Bây giờ giữa con và chồng biết chọn bên nào hả em? Trời ơi, ổng bao nhiêu lần rồi, ổng mà thay đổi được á, con người của ổng mà thật sự có thể cải tà quy chính được á thì mấy anh đã không nhìn thấy em ở nhà hoang và cũng không thấy em ở nghĩa địa này rồi. Ổng phải làm sao thì em mới phải rơi vào cái bước đường này. Mấy anh nhìn vào cái hoàn cảnh của em á thì cũng đã hiểu được hình dung câu chuyện nó như thế nào rồi. Nếu như thật sự mà ổng đứng đắn thì em đã không phải như vậy rồi. Ở đó mà mấy anh nói, nếu thật sự mà ôi ông già nó nhắc tới ổng mệt lắm. Rồi bây giờ là quyết định hiện tại là cũng chưa có muốn về đúng không? Về sao được mà về? Về rồi mà mai mốt quá em sợ mấy anh không gặp lại em nữa. Em biết ổng là người như thế nào. Chứ bây giờ mà giờ không giờ anh hỏi em nè. Bây giờ đã tìm được người thân rồi mà bây giờ không về nữa. Rồi các anh cũng đi quay chỗ khác chứ đâu có thời gian mà lo lắng cho em được hoài vậy đâu Thư Kỳ. Rồi em bây giờ chẳng lẽ em tính cứ nay ở chỗ này mai ở chỗ khác vậy sao? Rồi lại gặp những cái câu chuyện giống như hôm bữa nó là nó không có nên. Thôi đi, nếu như thì bây giờ không thôi là như vậy nè. Mấy anh cứ việc lo chuyện của mấy anh đi. Không, mấy anh không cần phải quan tâm tới em nữa. Còn cuộc sống của em như thế nào mặc kệ em, nhưng mà dứt khoát em không có về được. Em nói nó không có về được là không có về được. Khoan, đừng có căng với anh vậy. Anh ở đây là anh đang hỏi ý kiến của em, đừng có căng với anh ha nha. Còn bây giờ nè, anh có một cái phương án tốt hơn dành cho em theo cách của các anh em suy nghĩ nha. Hiện tại thì cái nơi này là em không thể ở được rồi đó. Giờ bây giờ là các anh có thể rằng thuyết phục sư cô dịu hơn là cô mang em trong vòng vài ngày để cho em suy nghĩ tĩnh tâm lại được không? Tức là em vào đó là em sẽ ăn chay và em niệm Phật chung với sư cô luôn ha. Được không Đức Kỳ? Được không? Em suy nghĩ đi. Nếu như mà đối đế mà đường cùng á thì có thể là được. Em chỉ nói là có thể thôi nha. Chứ còn mà về thì mất công lỡ như có chuyện gì xảy ra em sợ mẹ em buồn. Chứ bây giờ đầu óc em nó rối lắm. Bây giờ em cũng không biết phải xin quyết định sao nữa. Em nói thiệt một câu với mấy anh nha. Tuy rằng hổng gài em sống một cuộc sống lang bạc như vậy đó, nhưng mà em còn thoải mái hơn là em về gặp lại ông già đó. Vậy ha. Nhưng mà cho dù mấy ông già của em đã từng với em như vậy đó,
nhưng mà ít ra ổng còn mang danh nghĩa ổng là người tình của em, nhưng đằng này ông này ổng là cha dượng của em, ổng là chồng của mẹ em, ổng không có quyền để mà đối xử với em như vậy, không có những cái hành, ổng có quyền có những hành động đó với em. Mấy anh có hiểu hình dung ra được cái vấn đề chưa? Không, mấy ông già kia với ông già này hai cái mối quan hệ nó không có giống nhau. Bây giờ mà cái cách tốt nhất là chỉ có về bên sư cô Diệu Hân, để cho sư cô Diệu Hân cu mang để cho em tĩnh tâm lại thôi. Rồi sau đó thì anh sẽ cho cái địa chỉ của sư cô để cho mẹ em lên đón em về luôn. Là bây giờ là mẹ em á là cái người mà là quyết định cuối cùng cho cái việc này. Đầu tiên là bây giờ em sẽ để cho mẹ em khoảng thời gian khoảng vài ngày đi về quê suy nghĩ, rồi sau đó mình mới tính tiếp. Nhưng mà em phải hứa với anh một điều như thế này là em phải ở một cái nơi an toàn nhất, chứ không có để cho hết ngày này qua ngày khác bắt đầu là lại nghe báo tin Thư Kỳ đang gặp chuyện này gặp chuyện khác là không có được. Thư Kỳ, mình cũng lớn rồi, mình cũng sắp đến tuổi là mình phải về quê mình đi học đi hành hay mình đi làm gì đó để mình lấy chồng nữa em, chứ đâu có để cho mình lang bang như thế này sau suốt một khoảng thời gian dài. Em không nghĩ tới mẹ em hả? Mẹ em cũng muốn có cháu bồng lắm rồi chứ. Gãi đầu hoài, bữa giờ chưa tắm sao gãi đầu hoài vậy? Phải không? Nghĩ mình... tới mẹ tới đâu á thì thương mẹ, nhưng mà nghĩ tới ông kia em giờ cũng không biết làm sao nữa. Bây giờ nói chung á mà thôi mấy anh em ơi, đừng hỏi về ông cha dượng với lại bà mẹ nữa, nhiều khi bé đang stress các ông ơi. Bây giờ mình có cách nào em bây giờ tối nay ở đâu? Ở đây đâu, nói đi. Tối nay ở đâu? Tối nay muốn ở đâu? Em tối nay có về nhà của nữ đại gia cho em ở không? Có một khán giả kêu là em có một nữ đại gia có căn nhà cho em ở gậy mở không? Vậy mắc nợ người ta nữa, không có cái gì gọi mình là hoàn hảo trên đời này chứ. Bé này không được bình thường nhưng mà anh những người khác, cho nên là muốn đi đâu đi à. Đừng có nghĩ mắc nợ, nói chung là người ta có lòng tốt thì em cứ nhận. Sau này em không trả cho người ta được, em sẽ trả cho những cái người mà kém may mắn hơn mình là được rồi. Ha? Cứ quyết định như vậy đi, vì cái sự an toàn của chính bản thân mình. Ha? Còn thôi là đi vô sư cô Diệu Hân thôi, hai phương án em chọn. Sư cô Diệu Hân đi, sư cô đó hiền á, sư cô đó hiền lắm. Không thôi, cứ tạm thời cứ nghe lời mấy anh vậy đi chứ giờ rồi. Em cũng hết cách rồi. Rồi, bây giờ là vô chuẩn bị đồ đạc thì đi về sư cô Diệu Hân nha. Nghỉ ngơi nha. Sư cô Diệu Hân để coi thế. Em cũng kính chúc cho quý vị khán giả rất là nhiều sức khỏe đi. Thư Kỳ em nói đi, chúc cho quý vị khán giả đi. Dạ, em trước tiên là em xin cảm ơn quý vị khán giả đã truyền bá tin của em rộng rãi lận tới tay gia đình em, lận cho mẹ em đỡ lo lắng rồi. Và em xin chúc các quý vị khán giả một sức khỏe dồi dào, bình an và an khang thịnh vượng. Dạ rồi, thì cũng cảm ơn quý vị khán giả cũng đã quan tâm đến những cái số phận đời của bé Thư Kỳ nha quý vị. Kính chúc quý vị khán giả luôn bình an và sức khỏe. Cả nhà lại có cái gì nè, cả nhà ơi, cái gì lạ lắm nha. Cái này lạ lắm nha. À, lúa mạ cả nhà ơi. Tâm linh quá. Ba ơi, xin bà đừng có ngồi cầm về quân, tôi không có chạy trốn đi đâu mà tội quyết lại đây để biêu đầu nói cũng nói. Dẫu có phải chăng tôi là người có tội mà kẻ đang phân hay là một kẻ như bà quyến rũ người ta lại bỏ vợ nhà. Tôi đáng thương cho một người đàn bà chung thì tội đáng phân bày cho tuấn mã nó bánh thay. Còn tôi nè bà vẫn một mực thảo ngay và không có khinh tận trong phú. Đạo lý những luân tôi vẫn tròn đau thì tại sao phải chịu rơi ở đầu. Hay quá, sướng. Rồi, chuyển khoản thành công nha con. Nghe nói tìm được nó rồi, giờ dắt vô nè, giờ tao cũng hồi hộp chứ. Không biết nay nó còn dặn trước nãy chú có hứa với con rồi nha, mà cái gì mình phải từ từ nha, mình là kề tới rồi, cái mặt đứng đắn đàng hoàng. Kề tới rồi, anh em dẫn tới.
đàng hoàng, đàng hoàng chú. Chú Kỳ, ngồi đây. Vô đây anh nói nghe. Em cứ ngồi đây, ba mặt lôi đây. Em nhìn có phải bà Dượng không? Chú Kỳ, nhìn thấy bà Dượng không? Vô đây ngồi nói chuyện đây, có mấy anh ngồi đây nào, không sao đâu. Đây không sao đâu. Qua ngồi bên kia đi. Ngồi xa xa chút xíu rồi. Rồi. Thôi đi vô, đi vô. Vô ngồi nói chuyện đàng hoàng. Mới sao mà bé nó sợ ổng ta? Biết sao sợ. Chắc hồi xưa dữ người ta. Chắc cũng dữ lắm. Chắc ngày xưa chú quan tâm dữ lắm đúng không? Sao sợ với chú vậy? Tại vì xưa mua áo cho nó thôi. Rồi, để nói chuyện không phải chưa đụng gì tới người nó luôn. Rồi đi vô ngồi. Vô ngồi đây ngồi, có mấy anh đây nè. Không có sao cả, đi vô. Vô đây ngồi. Đi vô. Rồi nói chuyện đàng hoàng. Ngồi đàng hoàng. Rồi bình thường thôi, không có sao. Không có sao cả. Trời ơi. Chú kìa, chú phải con gái chú không? Ngồi, chú coi phải. Đi, ngồi phải xa hả? Xa kìa, sao anh thấy cái gì? Anh ở đây anh chứng kiến rồi, khi có chuyện gì sao? Nghe anh đi. Không, nhiều khi chú thương á, em đến đây để cho chú nói chuyện kìa. Chú muốn đưa em về kìa. Chú đàng hoàng, cái mặt chú đàng hoàng đó chú phải. Con à. Con đừng có bỏ nhà đi về nữa. Chuyện kiếm mấy ngày nay rồi cũng cực khổ. Về ở với Dượng đi. Với mẹ con nữa. Không có gì đâu, con đừng có sợ. Thời xưa tại Dượng uống rượu bia vô rồi nó mất lý trí gì, nó nhiều khi nó muốn tay chân nó vờ quạng đó, nhưng mà cái đó là ý tốt của Dượng. Dượng là muốn là coi con bị lớn để Dượng mua áo mua quần cho con mặc, chứ không phải là Dượng có ý đồ bậy. Dượng nói dối. Bây giờ em phải nghe anh nè. Bây giờ Dượng đang nói những câu đầu của em nín nó không khóc nữa. Nín đi, nói chuyện đàng hoàng với cha Dượng đi nè. Nói chuyện đàng hoàng, em cứ ngồi nói chuyện bình thường đi. Có Toàn ở đây không có sao, không có khóc nữa, nín. Không phải là em không nghe lời bọn anh nên bỏ em luôn á. Bé nó nín rồi, nín rồi. Giờ Dượng nó con nghe. Con yên chí đi. Dượng không có hứa Dượng với mấy anh ở đây là kiếm được con là Dượng bảo toàn sức khỏe rồi nuôi cho con ăn học đàng hoàng. Con muốn gì Dượng lo, mua quần áo cho con mặc. Về với Dượng đi nha. Nhưng mà thưa Kỳ, cho anh hỏi coi, ông cha Dượng có nuôi con anh, nuôi bé anh học đàng hoàng ngày nào không? Không có khóc. Nói cho là đàng hoàng. Ông cho em được bao nhiêu còn lại mẹ em phải lo đó, chứ thật ra ổng không có lo cho em được bao nhiêu đâu. Dạ, không lo cho em ngày nào luôn hả? Mấy anh đừng có tin lời mấy ổng, mà nếu như mà ổng tốt với em không có bỏ đi đâu. Em về mấy ổng không tha cho em đâu. Có ông chú để cho chị nói vậy. Có đâu con ơi, trời ơi, Dượng đã hứa với mấy anh ở đây rồi. Khi này con kiếm được con cũng đừng có khóc nữa, con về với Dượng với con mẹ con nữa. Không sao đâu, mẹ con. Ủa thưa Kỳ, mà sao em nói là mấy ổng? Vậy là ông cha Dượng này rủ thêm bạn bè nữa hả? Trời ơi, nói gì chết Dượng rồi con. Có đâu, mỗi lần ăn nhậu kêu kéo lại không? Ông nhậu thì nhậu rồi. Bé nó kêu mấy ổng kìa. Ông tính sao? Ba bốn thằng này nó sợ. Mà thiệt ra có mình tôi bậy ha. Có mình tôi chăm sóc cho nó thôi. Mấy bạn tôi không được. Hồi trước là nhậu là cũng đông lắm hả chú? Cũng ba bốn anh vậy, nhậu có ai nhậu mình đâu anh. Rồi. Mấy ông bạn ông cũng về dữ lắm thôi. Sao rồi. Con nói vậy chết Dượng rồi. Mấy bạn ổng dê là chuyện của ổng, mà ổng đâu có làm gì con đâu. Dượng cũng vậy, chị đâu có làm gì con đâu. Nhậu xỉn thôi, nhiều khi Dượng thấy con nằm ngủ rồi Dượng mua lại đo cho mình con bao lâu, để Dượng mua cái áo á, rồi một giờ cái đùi con để cho mua cái quần, hay là cái đầm cho con mặc cái gì á, cái ý đồ vậy đâu mà. Không, Dượng nói dối. Nói dối thôi. Đúng rồi, bé Dượng nói dối. Bây giờ chú cho con nói nè, chú nghe con nói nè. Tại sao chú không để cho mẹ bé đo mà chú lại đo? Có phải là chú cũng có những cái vết gợn trong cái suy nghĩ của chú không? Đó là rượu đo con, phải chú đo. Rượu đo. Rồi những lúc tỉnh sao? Tỉnh ông nội tôi cũng dám đo nữa. Bả lúc nào mà cũng kè tôi đo. Đo mới cho tôi đo đất luôn à. Vợ tôi dữ lắm chứ không có hiền đâu. Thôi, lúc mà vắng mẹ em á, không có mẹ em ở nhà đó, ổng có ý định ổng sẽ
rồi, đừng có tin lời ông. Bây giờ em cứ yên tâm đi, bây giờ có tụi anh ở đây rồi. Em cứ yên tâm đi. Chú hồi nãy chú nói trời, bây giờ chú cũng bỏ nhậu rồi. Bây giờ là ông chối đó. Mấy người bạn của chú bỏ hết trơn rồi, còn mình ổng nhậu à. Đó. Bạn nói đúng ý chú không? Dưỡng hết nhậu nhẹt rồi, con yên chí đi. Bạn bè xấu xa gì đuổi hết rồi, một mình vừa hưởng mình nhậu thôi. Thôi kì nè, có anh nói nè, bình tĩnh lại không khóc nữa và nói chuyện đàng hoàng với người cha dượng này như thế nào, giải quyết lần một cho xong đi. Ở đây cũng cảm thấy anh các anh em mà cũng muốn giúp đỡ cho em lắm rồi đó, rồi giúp đỡ hết mức. Bây giờ là cũng mong muốn rằng người thân của em sẽ đón em về lo cho em, và bây giờ gặp cái hoàn cảnh của em như ngày hôm nay, thật sự nha, con nói chú đừng có buồn con nha. Ngày hôm nay con thấy chú lên, mà ban đầu chú với tư cách chú nói chuyện con tin được, nhưng mà càng lúc chú ngồi với Thư Kỳ có những cái hành động và cái ánh mắt làm con không tin tưởng được luôn chú. Đó, chú phải dọn nó, con nó đi bỏ nhà đi mấy ngày nay, con nó cơ thể nó còn bị chạy sướng, bị bệnh gì không chạy sướng là để các em lo rồi đi đâu thì chứ gì, thì con cái nó bỏ đi rồi mình phải có cái trách nhiệm, mình phải lo, mặc dù cha dưỡng thì cha dưỡng nhưng phải đồ đạo đức giả. Con đừng có nói dượng vậy. Đó. Dạ thôi. Đồ đạo đức giả. Trời ơi, con không có nói vậy. Dượng người lớn dạy em. Dượng mà có chưa có lỗi gì với con mà con chửi gì như tát nước vậy. Trời ơi trời. Không dám, không có lỗi đâu. Trời ơi, chưa gì cũng là cha dượng mà em. Trời ơi, vậy là có nghĩa là chú là lúc trước có ăn nhậu nè, rồi xong rồi ổng mới dẫn bạn bè lại Thư Kỳ mới sợ trốn đó. Đúng rồi, tại mấy quỷ kia chứ tôi đâu có đâu, mấy quỷ già. Bởi vậy con nói chú á, là chú phải ngồi đây chú nói ba mặt một lời với cộng đồng mạng nè, với em Thư Kỳ, là chú sẽ không bao giờ nhậu nữa và cũng không bao giờ rủ bạn bè về nhà nữa, thì các anh em mới có một chút niềm tin dành cho chú. Rồi bây giờ là cũng sẵn với anh em mà cộng đồng mạng nè, bữa nay tôi kiếm được con gái của riêng của vợ tôi rồi, thì tôi hứa là lần này tôi bỏ nhậu, tôi bỏ hết tất cả những bạn bè xấu xa, tôi tốt luôn để con nói, con vừa nói xong đâu, nó tới đây tay hư đốn của chú bỏ ra ngay thôi, tay hư đốn ra ông hốt bao nhiêu lần rồi đó, ông có chừa, ông có bỏ đâu cái tay hư quá, là hứa ông có cộng đồng mạng với điều anh, cộng đồng mạng người ta đang coi dưỡng đó, con đừng có lo, dưỡng hứa là dưỡng đàng hoàng về ở với dưỡng với mẹ đi, dưỡng với chăm sóc cho con ăn học quần áo đi học nha, đừng có bỏ đi ngoài đường nữa nha. Rồi vậy bây giờ như thế này nè chú, với một cái nữa là cái này là con phải hỏi ý kiến riêng của Thư Kỳ nha. Cái này là chỉ là các anh em cảm thấy là cho hai người đổi chất với nhau thôi, còn cái quyết định cuối cùng của Thư Kỳ là có về nhà gặp chú hay là không mới là cái vấn đề. Có thể gặp chú ngày hôm nay đúng không, nhưng mà sẽ không về nhà, có thể em ấy cũng về quê ở chung với mẹ, hai người cũng dọn ở nhà trọ sống riêng đó. Chú thấy những cái cách ứng xử của mình không chuẩn mực đã làm cho em Thư Kỳ thay đổi cho chú. Đúng rồi, cái đó là trời chú cũng có lỗi, nhưng mà giờ cái gì cũng vậy, con người ta biết sửa sai rồi, đánh kẻ chạy đi với ai đánh kẻ chạy lại con. Vậy con về với Dượng đi, nếu con sợ thì để Dượng kêu mẹ về ở chung với hai cha con mình nữa là không sao ha, có mẹ con mà nha, con chịu khó về Dượng biết thức biết lỗi rồi Dượng sửa sai rồi hết ăn nhậu rồi con cứ yên chí con đi về có mẹ nữa nha. Ông hứa bao nhiêu rồi lỡ mẹ tôi đi vắng rồi sao, rồi ông chứng nào tật nấy rồi sao, được có mẹ đi vắng thì sang chơi nhà bà, thì con đi qua nhà bạn bè chơi, khi nào mẹ về con về. Trời ơi Dưỡng đâu lỡ rồi chú đi theo luôn rồi sao, đi theo đâu có được, nếu qua nhà bạn mà theo làm ăn gì được đâu. Ơi con nói chú rồi, con thì chú luôn á, lớn trên 60 rồi mình cũng phải ý tứ giữ gìn một chút chú à, để cho con nít họ thấy vậy kỳ lắm luôn á. Thì đương nhiên rồi, bây giờ phải tinh vi hơn, phải kỹ hơn chứ. Không có tinh vi, không có kỹ. Thôi quên, mày nói gì đấy, ta tự nhiên ta nói mà liệu qua, đồ kỳ quá. Chú mà làm gì cho kỳ nó tin vậy chứ. Thì đó, giờ chú hứa nè, giờ về ở với Dượng, rồi Dượng kêu mẹ lên ở chung. Đó, là ba cha con ở là con cứ yên tâm. Đó, vậy thôi. Rồi xây phòng riêng cho Thư Kỳ ở luôn, rồi giờ chú không luôn. Có vô cái phòng riêng của Thư Kỳ nha, được không? Đúng rồi, xây phòng riêng cho Thư Kỳ ở riêng, chìa khóa riêng là chú nắm. Bà mày nói quá tao liếu mày. Nha con ha, con về ví dụ ha. Dượng đi không sao đâu ha. Sao mà chú nói mà cái tay chú sờ sờ mó mó luôn chứ. Sao tại sao? Chú? Đó, ông này ông chứng nào tật nấy, mấy anh đừng có tin ông. Bị ngứa còn dị ứng. Ông anh phải ông tin nghe ông tin, nhưng mà ở đây chưa ăn cá bị ngứa. Người thân của em chỉ có một mình mẹ em thôi. Bây giờ thí dụ mà anh nói cho em nghe nè. Thí dụ bây giờ cha dượng lại rước em mà em không chịu.
chắc chắn mẹ em sẽ buồn và mẹ em sẽ lên kiếm em luôn, nó chạy đó cho em biết. Ừ, rồi lỡ như ổng chở em đi giữa đường ổng tắt vô lề vô bụi ổng làm bậy rồi sao? Thôi không có, cái đây không có, cái này có pháp luật liền, em cứ yên tâm chuyện đó, không có đâu. Coi ổng nói vậy thôi chứ ổng làm thiệt đó. Ê lộn, lộ, chú. Mày. Ê chú, mà sao chú nói chuyện mà sao cái nước miếng nước miếng chú cứ chảy ra nhỉ? Nãy ăn cơm mới mặn quá. À ăn cơm mặn cũng khát nước đúng không? Lần sau chú mang đi khăn đi theo nha. À dạ. Đi không mang khăn đi không có sao mà đem khăn nhé. Chú sáu mấy tuổi mà chú còn khỏe phát à. Thì đương nhiên giờ người ta nó trời phú cho nó có cái sức mạnh để mà để làm gì? Để làm việc hay đi làm? Để đi làm đúng không? À để đi làm. Mà chú nói chuyện với con chú không nhìn con mà chú không biết chú nhìn ở đâu không mà. Nhìn chỗ khác chứ nhìn. Nhìn đánh lạc hướng đi chứ còn nhìn vô chỗ rồi. Ông già này chứng nào tật nấy, hơi đâu mấy anh tin không? Nếu như mà ổng mà đàng hoàng, ổng mà tốt quá thì em đã không phải lang thang cắm gài rồi. Vì Dự nói với con nghe là kỳ này về có mẹ ở chung nữa, con yên chí đi nha. Dự sửa rồi vậy không còn uống rượu nữa. Đó, con về ở có mẹ ở chung. Bữa hổm thì không có mẹ, bây giờ mẹ ở chung rồi con. Mẹ đi chợ con đi theo đó. Mẹ ngủ con ngủ theo. Bây giờ là ban đầu là mẹ em sẽ cho chai dược em lên rước. Nhưng mà nếu mà em không về đó thì mẹ em sẽ lên rước em đó. Em chọn phương án đi. Có mẹ rước. Với anh góp ý em như vậy, thí dụ em nói chuyện với người lớn mình cũng phải một chút cái tôn trọng, tại vì dù gì cũng là cha dượng của mình mà. Người thân chơi trong cuộc đời em chỉ có một mình mẹ em thôi, ổng là cái thá vậy em phải tôn trọng. Hồi nãy chú còn nói với anh hỏi là chú có những cái hành vi không chuẩn mực với bé Thư Kỳ hay là chưa, thì chú nói là chưa đó. Thư Kỳ, em lên tiếng về cái việc này đi. Thấy cái trong người nó đỡ hưng hực chưa? Đúng rồi, nó hạ quả rồi. Hạ quả đúng không? Tại chưa nắng quá, nhiều khi người nó nóng quá chú ha. Nó bức rút, bức nút kiểu quên nó nóng nực quá. Giờ nó hạ rồi. Dạ. Để con ăn con ngon không con? Thôi đừng có gì quan tâm đến Tư Kỳ nữa chú. Bây giờ là chú từ từ đi. Mới đầu là vô một chút thôi. Đừng hỏi dột quá, em nó trả lời không được. Cô nào vô vậy? Ai vậy? Ủa ai vậy? Ai sau lưng Tư Kỳ vậy? Cô kiếm ai cô? Cô sao vậy? Mẹ. Ủa mẹ Thư Kỳ hả? Sao vậy? Trời. Mẹ Thư Kỳ. Mẹ ơi mẹ. Sao mẹ khoan rồi ok. Cô kiếm cô mẹ Thư Kỳ hả cô? Vậy cô mới thấy cô luôn á. Mẹ ngồi đây nè mẹ. Mẹ ơi. Mẹ ông. Tại sao lại có mặt ở đây nữa? Hả? Tôi đi kiếm con tôi mấy ngày hôm nay. Tôi còn ông đi đâu? Tôi điện thoại không bắt máy. Hả? Tôi đi kiếm nó nè. Tôi đi kiếm nó. Rồi. Thì bây giờ ông kiếm nó rồi. Thì tại sao sáng giờ ông gặp nó rồi mà tôi điện ông không bắt máy là sao? Hả? Đây với mẹ. Vô đây nó mất sóng nè. Vô mất sóng tôi điện không được. Ông đừng có khốn nạn. Hả? Ông là một cái thằng đàn ông tồi. Đàn ông tồi tại. Hả? Ông đã làm gì con tôi hả? Tôi hỏi nó coi cùng Nguyên Si không biết cái nào luôn mà. Tôi ngồi đây. Đừng quá. Ngồi đi. Mình đừng đưa nó ngồi gần chứ nữa. Bây giờ hôm nay mới gặp mặt mẹ Thư Kỳ đó nha. Con bình tĩnh rồi con. Đây là con gái của tôi. Tìm mấy năm nay mấy bữa nay. Bây giờ mới biết nó ở đây rồi cũng qua hả? Thông tin bạn bè rồi cũng hỏi thăm mấy cậu. Chỉ... cha dượng nó đó mà ổng đối đãi với con tôi á rất là tệ bạc hay sao á, con nhỏ sợ. Mà còn lạ gì cái tánh tình của ổng nữa chứ, tôi không có lạ gì đâu. Trời ơi chú có nói thiệt, chú con kịch liệt mà phản đối chú về cái việc này luôn á. Chú làm con thất vọng quá. Trời ơi chứ mà chú nói thiệt, bạn nói chứ con hỏi nó có đụng chạm gì được tới nó đâu nè. Ông chờ tới đụng chạm hay sao hả? Ông làm gì con nhỏ? Lúc tôi đi vắng nhà, lúc tôi đi bán. Hả? Ông làm gì để nhỏ sợ? Nhỏ bỏ đi mấy ngày hôm nay. Ông có sao nó mới vậy chứ? Tôi là mẹ nó mà. Hả? Làm sao mà nó sợ tôi nó đi được chứ? Bữa tôi tính mua áo cho nó, tôi đo mua quần. Ông nín. Cái chuyện quần áo của con, nó là con gái. Tôi lo. Hả? Bà đi bán, đủ lo. Tôi nhà tôi lo. Tại sao? Ông đừng có biện hòa ra. Những cái chuyện đó không có cửa tới ông lo. Nội ạ, ông lo cho tôi đây còn chưa xong nữa. Bà cũ rồi lo mình. Bà đủ đồ rồi. Nó bà chi nó có đồ thì lo chứ bà. Đồ nhóc có gì lo gì nữa. Mẹ cũng lo mua bán. Rồi
mẹ cũng nghĩ là kiếm một người nữa để mà phụ giúp với mẹ và lo cho con thôi. Nhưng mà chuyện cũng đã lỡ, khốn nạn quá, gặp một người đàn ông á, không ra gì, làm cho con mình nó khổ thêm. Thôi, con về với mẹ đi nha. Mẹ hứa mẹ sẽ lo cho con. Ủa chú hồi nãy chú hứa với tụi con là chú cũng sẽ có giữ khoảng cách và cái cử chỉ của chú đừng có làm cho Thư kỳ sợ. Bây giờ để lại vậy giờ đâu có làm gì nè, Diễm có bả đi, ông nội tôi không dám làm nữa. Thái độ của ông á, ông đừng có nói, nhìn cái thái độ của ông á là tôi biết liền rồi. Bà con ở đây họ nhìn vô á cũng đâu có lạ gì nữa, cái tính cách của ông hả đàng hoàng chứ. Hả? Thôi bình tĩnh đi con, bình tĩnh đi con, bình tĩnh. Bớt nóng lại, anh đã đàng hoàng rồi nè. Đó, đàng hoàng thấy không? Rồi có làm sao chú làm sao mới là mẹ Thư Kỳ với Thư Kỳ như vậy chứ? Phải, tại phân tích từ đầu rồi tôi nói mấy đứa, tại hồi xưa nó còn nhỏ thấy nó quần áo không có, tôi tính cho đi rồi mua bộ đồ được, của nó thôi. Không được rồi. Chứ đâu có lợi, chưa kịp làm gì được, luôn. Có quên rồi, tôi đâu có làm gì cho Dượng rồi. Nhưng mà cô bảo là cái chuyện quần áo là để cô lo mà đâu cần chú lo. Thì mình làm cha không có trách nhiệm phụ vợ lo. Con chú không ngờ đó luôn á, con không ngờ chú ăn hai mẹ con luôn á. Mẹ cho con chưa ăn. Không có đàng hoàng. Nhưng mà lúc đầu tôi đâu có nghĩ vậy đâu mấy cậu. Tôi cũng vì thương con, cũng tủi thân cho cái thân già. Nhưng mà khi mà tới với ổng rồi á mới biết được cái bộ mặt á, khốn nạn của ổng. Thôi cô bình tĩnh giữ sức khỏe đi cô, đừng có xúc động quá. Bây giờ tôi kiếm con rồi đó. Ha, bà không cho tôi kiếm thì tôi đi về. Bà lo gì bà lo đi, tôi đi về. Khỏi cần về. Ông bước ra khỏi chỗ này cho tôi. Đi, biết. Tôi về nhà tôi xử ông sao. Bình tĩnh. Gia đình cứ bình tĩnh. Hiện tại giờ chú đi. Nóng quá cả nhà, cô nóng quá. Chú đi, tạm thời lánh đi chú ơi. Tạm thời mình lánh đi chú ơi. Mình lánh đi, Ông né bạn. Dạ. Rồi chú đi ra ngoài cho cảm ơn chú con nha. Dạ, mình lánh bớt đi chị. Chú đi ra ngoài chú uống nước đi, đấy rồi nói chuyện chú sau. Cô bình tĩnh. Cô bây giờ là cô qua bên chỗ kia con ngồi, con nói chuyện với cô chút xíu được không cô ha? Trời ơi cô bình tĩnh đi cô, cái gì tránh xúc động quá cô. Mẹ đây. Mình sợ nữa. Mẹ xin lỗi con. Mẹ quá mê muội. Mẹ không nghĩ là người đàn ông nó tồi tệ như vậy. Để làm cho con khổ thêm. Con xin lỗi con. Cứ về với mẹ thôi. Mẹ ơi, không gài do gì con không muốn mẹ buồn. Con không muốn mẹ buồn. Về con cũng mong mẹ tìm người có thể mang lại hạnh phúc cho mẹ. Nên con mới âm thầm con ra đi. Con không dám nói gì cho mẹ hết. Cho dù con có khổ sở như thế nào á, ít ra con còn trẻ, con cũng còn chịu đựng được. Nhưng cùng mẹ thì sao? Con sợ mẹ tuổi già rồi không có ai chăm sóc. Con thà chấp nhận ra đi nhưng mà để có người chăm sóc cho mẹ. Con đừng nghĩ như vậy. Con làm như vậy á mẹ càng đau khổ thêm, khổ thân con nữa. Nghe không? Có gì cứ nói với mẹ. Mình là phụ nữ với nhau mà. Đứt ruột mẹ đẻ ra, mẹ phải đùm bọc. Nhưng một chút nông cạn, mẹ bước nữa mà làm khổ con. Con không chết mẹ. Cô thấy không cô? Qua những cái năm tháng mà cô chú tâm cô buôn bán thì cô đâu có để ý tới là bé Thư Kỳ đâu. Để cho cái người mà cũng không có máu mủ gì với bé có những cái phản ứng không đúng đó. Đó cô thấy cái sai của mình khi mà cô chú tâm cô làm ăn chưa? Các cậu ơi, thật ra thì các cậu nói thì cũng có phần đúng. Nhưng mà phụ nữ mà một thân chơi vơi, đàn bà quá. Ai cũng muốn kiếm một cuộc đời còn lại để trước nữa là săn sóc cho con. Nhưng mà đâu có ngờ đâu các cậu. Chứ nói ra thì tủi nhục thêm. Khi mà sống với nhau được rồi mới thấy cái cuộc sống của ổng như vậy. Rất là hoang mang luôn. Nhưng vì mưu sinh phải đi làm mà nuôi con. Chứ giờ biết sao giờ. Thiệt tình con cũng thấy cái gia cảnh hiện tại của Thư Kỳ như vậy con cũng khá là lo. Thì một bên á là mẹ ruột, giờ cái gì bên thì cha Dượng nữa. Nó nhiều khi nó sẽ suy nghĩ với cô á, là cái vấn đề nó khó xử lắm, thật sự. Nhiều khi bé cũng không dám nói với cô mà chưa chắc cô tin cái chuyện đó nữa. Không sao đâu, tôi tin mà. Thứ nhất bây giờ tôi về lại á, tôi phải làm sao á cho đôi bên phải á thì tôi bỏ ổng, tôi nuôi con. Chứ tôi không bao giờ bỏ con tôi được. Vì chuyện cũng đã lỡ rồi, mình gian ra đi nữa
rồi đậu ba bến con đò. Đàn bà mà nó khổ nhiều lắm, cho nên tôi đắn đo suy nghĩ, nhưng mà lần này tôi quyết định. Con người của ổng á, nhìn vô là bạc đảm là không bao giờ á mà sửa đổi hết trơn á. Cái chuyện này đã tới mức này rồi, tôi hứa với mấy cậu á, tôi sẽ lo cho con tôi nhiều hơn. Còn đàn ông á, đôi bây giờ á, là tôi sợ lắm rồi. Cô ơi, từ bữa giờ là ổng nói với con là ổng bỏ nhậu, có bỏ nhậu không con? Không đâu cậu, đàn ông mà. Nhìn đi, các cậu nhìn mấy cái ổng lại đi. Nói chuyện mà hả, không có được tốt, không có được đàng hoàng, nó bộc lộ lên như thế nào các cậu cũng biết mà. Vậy sao mà cô chịu đựng được bao nhiêu năm trời như thế? Chứ giờ hỏi các cậu, đàn bà mà đã ra vô rồi, đâu phải hở một chút là đi ra. Ra thì được rồi đó, nhưng mà cũng khổ lắm cậu ơi. Nhưng mà tôi nghĩ rồi, tôi cũng còn có một cách, vẫn còn có một con đường sống với mẹ con tôi. Tôi dám khẳng định một câu á, tôi quyết định là không tha thứ cho người đàn ông nào á mà phản bội tôi và có thái độ mà xấu xa với trong gia đình như vậy. Thà tôi sống vậy, tôi ngậm mắm ngậm rơm tôi nuôi con còn hơn nữa à. Đó thì con cũng chỉ hy vọng rằng ngày hôm nay á là cái ngày mà cô gặp lại Thư Kỳ rồi. Thì con cũng chưa có biết là Thư Kỳ có chịu về ở lại với cô hay là không, tại vì còn liên quan tới vấn đề của chồng sau của cô nữa. Thì đó là cái quyết định cuối cùng, lát Thư Kỳ nó khi nó bình tĩnh đó thì để nó suy nghĩ kỹ lại nha cô. Còn cái điều đầu tiên trước mắt là con cũng chỉ biết là chúc mừng cô gặp lại con gái sau bao nhiêu ngày tháng xa cách mà thôi. Vậy với mẹ nói lời mẹ nhìn xúc động không quý vị, tại vì bây giờ đó mẹ đưa em ra mà mẹ không thương con sao được đó. Giờ nhìn xúc động chứ bọn cô, 5 tháng rồi. Cô có biết gần đây á, tụi con đang quay video và phát hiện cô bé Thư Kỳ này nè, là bé nó cứ bị người âm người dưới á, họ cứ nhập vào á cô. Rất là nhiều cái gọi là cái điều gọi là không tốt mới xảy ra bé trong thời gian qua đó cô. Cô biết điều đó không? Thì theo lớn tuổi nói về cái tâm linh thì tôi cũng có nghĩ là có. Tại vì á, cứ giao du á, vào những cái nghĩa trang như vậy thì làm gì tránh khỏi những cái chuyện tâm linh đó cậu. Nên là tôi xin mấy cậu yên con tôi và giúp đỡ cho mẹ con tôi, để tôi đưa nó về. Rồi có gì tôi xin lại tạ trời đất để phù hộ cho con tôi được khỏe mạnh, mẹ con tôi có cuộc sống bình an. Thư Kỳ, em nói sao đi Thư Kỳ? Mẹ nói vậy rồi em có muốn có về với mẹ không? Mẹ ơi, nhưng mà dù sao đi nữa ổng cũng từng sống với mẹ một thời gian, mẹ có hối hận không? Con sợ vì con mà lỡ đi hạnh phúc của mẹ. Con muốn mẹ hạnh phúc. Ba con thì mất sớm, bây giờ chỉ có một mình ông ấy để chăm sóc cho mẹ. Con thì còn trẻ, lỡ mai mốt con đi lấy chồng rồi ai lo cho mẹ? Thôi đi mẹ ơi, con không sao đâu. Con đừng có lo chuyện đó. Một người đàn bà không bao giờ bỏ con, có mê muội cỡ nào đi nữa. Nhưng phút cuối cùng cũng phải có một mức mà dừng lại thôi. Dừng lại là vì con đó, con hiểu chưa? Mẹ ơi, con lớn rồi, con biết tự chăm sóc cho mình, con không sao đâu. Còn mẹ lỡ như con đi xa hoặc là con đi làm ăn gì không ai lo cho mẹ. Thôi thì chuyện gì tha thứ được cứ tha thứ đi mẹ ơi. Con ôi, không cô, sao cô, đâu. Bây giờ cô có chấp nhận bỏ cái ông cha dượng đó để đón Thư Kỳ về không? Cô phải chọn một trong hai nha. Cũng khó à. Nhưng cũng có thời gian đó cậu. Nhưng mà tôi nghĩ thời gian này quyết định lại là sẽ bỏ à. Nhưng bước đầu thôi, chắc cho ổng một cơ hội một lần cuối thử xem sao. Không, cái quan trọng nhất ở đây như thế này là cô, thì theo ý kiến của con thôi nha, là con mong muốn rằng thí dụ mà Thư Kỳ á, nó có quyết định nó trở về nhà đó, thì cô cũng ráng cô chú ý về những cái khoảng cách giữa cha dượng với Thư Kỳ nữa cô ha. Rồi bây giờ là cô cũng thôi, cô là một người vợ sau của ổng đi, thì cô khuyên ổng bỏ nhậu bớt đi. Bỏ nhậu thì nó sẽ không có xảy ra những cái thứ xấu đó nữa. Em không nghĩ biết rằng trong cái tính tình của người cha dượng cũng có nhiều những cái điểm tốt, nhưng mà cái điểm tốt thì nó ít hơn là những cái điểm xấu của ổng.
cô ráng cô suy nghĩ đi những cái lời ý kiến của con đó. Được rồi, cô sẽ ráng lo sắp xếp chuyện gia đình. Nghe lời mẹ đi, lần này về mẹ sẽ giữ khoảng cách giữa ông ta và công việc làm ăn của mẹ cũng sắp xếp lại để gần gũi con được nhiều hơn. Để con suy nghĩ lại, để con suy nghĩ lại mẹ ơi. Đừng bỏ mẹ nha con. Thôi bây giờ từ nãy giờ cứ chuyện buồn hoài, hai mẹ con cười với nhau một cái cho nó vui cửa vui nhà. Ôm vô thấm thiết cái coi, hùng cái coi, không mẹ cái coi. Đừng mẹ bỏ ơi. Mẹ nha con. Con không bỏ mẹ đâu mẹ ơi. Mẹ đi. Người đàn ông đốn bạc đó, một là mẹ cãi hóa ông lại, còn không được thì mẹ sẽ bỏ ông để mẹ lo con của mẹ mà thôi. Mẹ ơi. Được rồi, hai mẹ con bình tĩnh đây nè. Hôm nay mình gặp lại rồi, thôi là vui rồi, không có khóc nữa. Bây giờ hôm nay ngày vui, sao khóc vậy? Ngày